Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trong suốt 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay. Trong không khí hân hoan mừng Đảng mừng xuân, chúng ta phấn khởi tự hào về những thành tựu đạt được trong năm qua của Hưng Yên và cùng hướng đến năm mới Nhâm Dần 2022 với nhiều niềm tin, kỳ vọng vào sự đổi mới, đột phá để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Nhiều hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi thăm chúc Tết động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Hưng Yên thực hiện chiến dịch thần tốc tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 ngay trong những ngày Tết. Vai trò của cấp ủy đảng trong vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng cho các dự án. 4 giải pháp để mạnh thu hút đầu tư ở Hưng Yên, gợi ý từ chuyên gia Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Mùng 3 Tết Thầy, nét đẹp tôn sư trọng đạo những ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, mừng Đảng mừng xuân mới Nhâm Dần có nhiều đổi mới và phát triển, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng hưng và ngày càng yên hơn nữa, như lời chúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh. Trong những ngày trước và trong Tết Nguyên đán, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ thuận lợi vượt qua khó khăn thách thức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Trong dịp này, đã có 1.032 đảng viên đang sinh hoạt công tác trên địa bàn tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 27 đồng chí được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Các địa phương có nhiều đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đợt này là huyện Khoái Châu 132 đồng chí, huyện Ân Thi 127 đồng chí, thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động đều có 114 đảng viên. Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã đến trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đây đều là những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức đảng giao phó khi còn công tác. Đồng thời dù đã nghỉ hưu, song vẫn có nhiều đóng góp cho phong trào địa phương, luôn gương mẫu thực hiện các cuộc vận động ở cơ sở, là tấm gương cho con cháu và thôn xóm, khu phố học tập noi theo. Năm 2022, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP
trên 7%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 19.525 tỷ đồng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trên cơ sở ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn, nút thắt trong đầu tư và sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư trọng điểm, tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư, tăng trưởng và năng lực kinh tế của tỉnh Hưng Yên. Tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đẩy mạnh công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt coi trọng chất lượng cán bộ và triển khai tốt công tác điều động, luân chuyển, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp gắn với triển khai công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2025-2030 có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và động viên chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Phổi Hưng Yên. Báo cáo với đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh cho biết, tính đến nay, hai cơ sở của bệnh viện đã thu dung điều trị cho trên 6.000 bệnh nhân COVID-19, gần 5.500 bệnh nhân đã khỏi bệnh, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 688 trường hợp. Bệnh viện Phổi Hưng Yên cũng tổ chức điều trị cho trên 1.600 bệnh nhân, trong đó trên 1.300 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Đây là các cơ sở điều trị tầng 1 và tầng 2 thuộc mô hình tháp 3 tầng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã thăm hỏi động viên và tặng quà Tết các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trực Tết chăm sóc bệnh nhân tại hai bệnh viện. Chia sẻ với những khó khăn vất vả của các cán bộ, nhân viên y tế, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao công tác thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 của hai đơn vị. Đây là các đơn vị chủ lực trong việc phòng chống dịch, chữa bệnh cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Do vậy, các đơn vị cần tiếp tục duy trì chế độ thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ, kiểm soát tốt sức khỏe, tình hình diễn biến của các ca bệnh. 4 tháng đầu năm, 30 tháng 4 thì chúng ta chỉ có dưới 20 F0. Từ 27 tháng 4 cho đến 15 tháng 10 thì chúng ta có dưới 300 F0. Từ 15 tháng 10 cho đến nay, thì đến hôm nay tổng kết là chúng ta hơn 19.000 F0. Nhưng mà mức độ nguy hiểm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không phải vì thế mà chúng ta lo lắng, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta lơ là chủ quan. Nên các đồng chí vẫn tích cực cùng với lại trong ngành y tế làm nhiệm vụ phòng dịch, tham mưu cho các lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng dịch, rồi chống dịch, rồi chữa cho các bệnh nhân không may bị nhiễm F0. Đây là một cái thành tích không hề nhỏ trong cái việc phòng chống dịch của tỉnh. Và đến ngày hôm nay thì tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 của chúng ta đạt yêu cầu, tức là 100% những người có nhu cầu đủ điều kiện tiêm. Nhận định thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế và các đơn vị hết sức quan tâm, không được chủ quan lơ là, phải kịp thời có các phương án phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nắm bắt thông tin từ cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thực hiện chiến dịch thần tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại hay còn gọi là tiêm mũi 3. Thời gian này mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, song việc tiêm vaccine mũi 3 vẫn được thực hiện xuyên Tết ở các điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh Hưng Yên. Trong suốt những ngày nghỉ Tết, tại các trạm y tế, điểm tiêm chủng vẫn bố trí những bàn tiêm và cán bộ tiêm chủng trực để đảm bảo phục vụ nhân dân. Cùng với đó là thành lập các điểm tiêm di động, bố trí lực lượng, nhân viên y tế đến tận nhà tiêm cho đối tượng người già, người không thể di chuyển với tinh thần chủ động sẵn sàng và không có ngày nghỉ Tết. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết thì trung tâm cũng đã đồng loạt triển khai các điểm tiêm với các xã, làm sao đáp ứng cho người dân từ vùng xa về cũng như người dân trên địa bàn huyện có nhu cầu, và đồng thời là tuyên truyền vận động để người dân
chấp hành và thực hiện đúng như cái kế hoạch của ủy ban dân tỉnh giao cho. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ mũi 2 của tỉnh Hưng Yên đạt trên 98% và mũi 3 đạt gần 50%. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đã có trên 113.000 trẻ được tiêm, tỷ lệ bao phủ mũi 2 đạt trên 97%. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, ngày 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 184 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng nhẹ so với ngày trước. Trong đó, có 12 ca phát hiện bằng phương pháp PCR và 172 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, truy vết được 712 F1, 20 F2. Huyện Văn Lâm ghi nhận 38 ca, thị xã Mỹ Hảo và huyện Văn Giang cùng ghi nhận 34 ca. Riêng huyện Khoái Châu trong ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới, có 4 ca ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Phú Nối. Toàn tỉnh hiện đang quản lý điều trị trên 7.800 ca bệnh F0, trong đó trên 3.500 ca điều trị tập trung và gần 4.300 ca điều trị tại nhà. Tiếp tục có 225 ca được ra viện, 3 ca phải chuyển viện. Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người dân cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về việc không tổ chức liên hoan chúc Tết ngoài phạm vi gia đình. Trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, ngoài công tác tuyên truyền, thì sự vào cuộc của cấp ủy các cấp và sự tiên phong của cán bộ đảng viên có vai trò rất quan trọng. Bởi chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng mới thi công nhanh các dự án giao thông và đưa các khu cụm công nghiệp vào hoạt động. Khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích 280 ha được chia làm 3 giai đoạn. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 2 với diện tích gần 150 ha. Hiện có hơn 60 nhà đầu tư đăng ký vào hoạt động, trong đó riêng xã Trung Hòa, 100% hộ dân đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Được biết, quá trình tuyên truyền lúc đầu cũng gặp một số khó khăn khi người dân đề nghị tỉnh và nhà đầu tư hỗ trợ cho diện tích mỗi xào bỏ ra 2m² để làm đường nội bộ khi dồn thừa đổi ruộng năm 2014, cũng như các hộ dân chuyển đổi đòi giá cao hơn với các cây lâu năm. Ban đầu thì họ không tiếp, không nhận. Thì cuối cùng thì vận động nhiều lần thì là bà con cũng nghe ra, chấp nhận cái việc đó để mà tạo điều kiện cho công ty chi trả giải ngân để mà đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ sự kiên trì vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là có gần 20 hộ là cán bộ đảng viên xung phong nhận tiền bồi thường trước, nên việc giải phóng mặt bằng được thuận lợi. Chúng tôi cũng đã quyết tâm vận động để thực hiện, trong đó có một số hộ dân thì ban đầu họ cũng chưa hiểu. Hiện nay thì do anh em chúng tôi cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục và lồng ghép với các hội nghị để giải thích cho nhân dân họ hiểu rõ. Trong vòng 2 tuần trước Tết Nguyên đán, 542 trên tổng số 547 hộ dân ở xã Xuân Trúc đều vui vẻ đến nhận tiền hỗ trợ bồi thường để giải phóng mặt bằng 126 ha tại khu công nghiệp sạch có tổng diện tích 143 ha nằm trên địa bàn huyện Ân Thi và Khoái Châu do nhà đầu tư của Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Sau khi mà có quyết định giải phóng mặt bằng và thu hồi thì thực là gia đình cũng như là mọi người, các hộ dân trong thôn cũng hưởng rất là nhiệt tình, thấy đây là cái vấn đề làm công nghiệp là tạo cái công ăn việc làm mới cho bà con nhân dân, thì nhân dân cũng các hộ rất là phấn khởi, tạo mọi điều kiện cho cái đơn vị thi công giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các chi bộ cùng với các ngành đoàn thể quán triệt nghị quyết của đảng ủy đến cán bộ đảng viên và nhận thức rõ được kể về cái nhiệm vụ trong công tác giải phóng mặt bằng, thì cán bộ đảng viên cũng đã lãnh đạo vận động nhân dân và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư khu công nghiệp sạch, thì từ đó thì cũng tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Kinh nghiệm khi giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp Phú Núi A, Minh Quang cũng như một số dự án giao thông trọng điểm của Hưng Yên thời gian qua cho thấy khi cấp chính quyền chưa sát sao vào cuộc, đảng viên chưa gương mẫu thì vẫn còn sự chê ý, đòi hỏi những quyền lợi không chính đáng của một số hộ dân. Điều này đã làm tiến độ các dự án bị chậm lại, ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh môi trường đầu tư của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Hưng Yên cần tập trung vào một số giải pháp đồng bộ, có tính kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ý kiến từ chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung,
nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa tiến sĩ, ông đánh giá như thế nào về những kết quả về thu hút đầu tư mà Hưng Yên đạt được trong thời gian qua ạ? So với những năm trước thì tôi thấy là cũng thu đạt được kết quả tốt hơn. Và một số cái dự án lớn với nhiều tỷ, 5-6 tỷ đô la và như thế, đặc biệt là có những cái dự án lớn mà Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, mình nhìn như thế là có một cái tiềm năng để phát triển. Tuy nhiên thì tôi có một vài bình luận ở đây. Hãy rút kinh nghiệm, chỉ xây khu công nghiệp không thôi thì không đủ. Đồng thời với đó phải phát triển đô thị, công nghiệp hóa nhưng không đô thị hóa được, dân khu vực đó không được hưởng nhiều từ phát triển các khu công nghiệp. Qua cái đại dịch này chúng ta cũng nhìn thấy đó là công việc thì có nhưng ở không có. Điều quan trọng là phải công nghiệp hóa được, đô thị kết hợp với đô thị hóa. Và lúc đó thì chúng ta mới có công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dịch vụ hóa. Điều thứ hai là, như thế tôi nói, kết nối, xây dựng ở những khu đô thị. Ở đây nó tạo nên sự khác biệt so với cuộc sống ở Hà Nội. Để dân Hà Nội và dân các tỉnh, đặc biệt dân Hà Nội chuyển về đây sống. Suy nghĩ, bây giờ phải suy nghĩ đến việc tăng dân số. Thu được lao động về đây, thu được người dân cư về đây thì lúc đó nó mới phát triển sao mất. Vì một xã hội hiện đại phát triển là nhờ vào tiêu dùng, sau này sản xuất nó thừa ra, nhờ vào tiêu dùng thì nhờ vào tiêu dùng là phải nhờ vào dân cư, phải có dân. Đừng xây đô thị kiểu nén như ở Hà Nội, tức là hoặc là các cái thành phố lớn hiện nay. Bình luận thứ ba của tôi là Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh ở đây phải bám sát các cái nhà đầu tư đã cam kết để xem thử họ vì họ có rất nhiều những dự án đầu tư, họ có rất nhiều những kế hoạch hoạt động, và phải thúc đẩy họ, ép buộc họ, tạo điều kiện cho họ thực hiện đúng những gì họ đã cam kết. Chứ còn nếu không ấy thì những dự án đã cam kết đó chỉ may lắm rồi cũng chỉ đặt trên bàn. Okay. Bám sát họ, ép buộc họ, hỗ trợ họ, thu hút họ, và chúng ta có một năng lực tiếp thu, hấp thụ để là hiện thực được những cái dự án đầu tư đó. Vâng, như ông có nói thì chúng ta phải có làm sao để nâng cao được cái năng lực để hấp thụ được. Và nó cũng là một điều mà Hưng rất là trăn trở. Những năm qua thì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hưng Yên thì không phải là cao. Và Hưng Yên cũng rất là trăn trở làm sao để cải thiện môi trường đầu tư cho hấp dẫn hơn. Và điều này thì đang rất là cần những gợi ý từ tiến sĩ ạ. Mình hãy nhìn ở cái bảng của mình như thế này, mình điểm mình khó ở đâu, mình điểm mình thấp ở đâu, đang bị đánh giá thấp ở đâu, mình cố gắng mình làm để tăng cái điểm số đó. Phải đi sâu thêm một bước nữa là doanh nghiệp Hưng Yên nó yếu chỗ nào, nó đang bị vướng mắc chỗ nào, đang bị cản trở ra sao để có những chương trình hỗ trợ nó. Thưa quý vị và các bạn, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Đối với người Việt, Tết không chỉ là thời điểm quây quần sum họp bên người thân, gia đình, mà còn là dịp thăm hỏi, tri ân thầy cô và làm đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày Tết thầy năm nay có những khác lạ nhưng vẫn đong đầy cảm xúc. Đã thành thông lệ, mùng 3 Tết hàng năm, bố con anh Nguyễn Thanh Giáp, thôn Duyên Linh, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử lại cùng nhau tới chúc Tết nhà giáo ưu tú Trần Thị Thục, người thầy đã dạy dỗ cả anh và con trai trong những năm tháng tiểu học. Năm nào thì tôi cũng đưa các con đến, kể cả là trước các cháu học mẫu giáo cũng vậy. Thứ nhất là để thăm cô và gia đình, thứ hai nữa là để truyền cho các cháu lại cái truyền thống mà tôn sư trọng đạo. Sau này các cháu lớn lên thì các cháu đi ra ngoài, các cháu vẫn nhớ về những cái thầy cô mà đã dìu dắt mình. Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19,
những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa thầy và trò không còn thường xuyên, song thông qua mạng xã hội, qua điện thoại, bao thế hệ học trò vẫn có thể gửi tới thầy cô những lời chúc mừng năm mới. Khoảng cách dịch bệnh không làm tình cảm thầy trò xa cách mà còn trở thành động lực để người thầy thêm yêu nghề, yêu trò. Cảm giác của chúng tôi là rất là phấn khởi vì học trò là đã nhớ đến mình và đã tri ân mình bằng những cái lời chúc. Nó là cái món quà tinh thần vô giá. Đó là một cái động lực để chúng tôi tiếp tục là nâng cao công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp và quan tâm tới trò của mình. Với những giáo viên chúng tôi chỉ cần có thế là đủ. Bắt đầu lên khoảng cấp 2 thì em thường là cùng các bạn đi đến chúc Tết các thầy cô vào mỗi mùng 3 Tết ạ. Một phần là để chia sẻ không khí Tết cùng với những người thầy cô mà mình yêu quý nhất, nhưng cũng để tưởng nhớ những cái công lao dạy dỗ mà các thầy cô đã hết sức tâm huyết để dành cho chúng em ạ. Những năm trước thì em cùng với cả lớp em đi đến chúc Tết các nhà thầy cô rất là đông, nhưng mà năm nay vì dịch bệnh căng thẳng nên là chỉ có một số bạn đi đến chúc Tết. Tết thầy mùa dịch không đông đủ nhưng vẫn đặc biệt và đông đầy cảm xúc. Sau những chiếc khẩu trang là những nụ cười rạng rỡ, thầy và trò cùng tâm sự về chuyện vui, chuyện buồn, từ học hành, công việc đến gia đình, tình cảm, không chỉ thắt chặt tình thầy trò mà còn khẳng định giá trị truyền thống, tôn sư trọng đạo trong đời sống tinh thần của người Việt. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới, sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.